chị em làm viên. Vừa rồi mình có làm mấy cái clip tập bài hát cho các em, thì thầy của anh chị phản hồi về rất là hoan hỷ. Vì vậy mình làm tiếp hết những bài mà mình đã viết, nhất là phổ nhạc, những bài mà giáo lý hoặc là những bài mà những cái hành của giáo lý trong những bài học của mình. Thì mình cũng trông mong được là lan tỏa nhiều, những ít nhiều gì đó có 5-7 quý anh chị mà hoan nghênh, thì chúng ta cũng làm theo việc châu Loan thôi mà, cũng dần dần từ từ thì cuối cùng người biết nhiều thì sẽ lan tỏa nhiều. Cái này cũng tâm nguyện cá nhân của mình thôi, chứ hàng cũng nằm trong phạm vi trách nhiệm của một chức vụ nào cả. Người ta cũng buộc một ủy viên hoặc một việc buộc là một, nhưng mà chỉ có cái là cái tâm nguyện của mình cái này thì rất là lâu rồi. Thì còn thời mình làm nghiên hưởng á, thấy các em học cũng rất là vất vả. Trong bây giờ thì học hành là gánh nặng. Thành thực ra mình mới có cái suy nghĩ là việc những bài học ra thành bài hát để cho các em là vừa học vừa hát để tu học. Thì hôm nay mình là sẽ làm bài hỷ xạ. Mình sẽ làm clip tập cho các em bài hỷ xạ. Cái bài này thì hôm trước trong clip video trước mình có làm, có đi làm phòng thu, có đăng lên trên Facebook mình và trên Tôi Yêu Màu Lam và trên YouTube. Nhưng mà thấy cái độ lan tỏa không lớn, mà hôm trước có quý anh chị phản hồi là mình hát demo hôm đó cao quá. Hát cao với mình điện tông rê trường thì hát cao các em hát không nổi. Thành thử hôm nay mình làm lại clip này thì mình hát tông lá thứ, lá trường. Ở chỗ hát cao hay thấp thì tùy cái dòng của từng người, nhưng mà cơ bản nếu mình hướng dẫn để cho các em là hát vừa trung hợp luôn thì nó hay hơn. Mà thành ra hôm nay mình làm bài thị xã với tông là lá trường thì để cho các em là hát theo cho dễ. Vì nhiều lần mình hát với trường rồi thì các em là nói cao thì hát được, mình là hạ tông xuống. Thì bài này cũng là nhịp 2-4 thôi. Bài này mình việc chính thức là tống rê trường, nhưng mà bây giờ thì mình hát tống lá trường chứ không hát tống rê trường. Bây giờ mình hát cả nhạc trước, quý anh chị nghe. Mẹ ơi, Phật có dạy người ít dần hay người lòng thanh trong trí sáng như trăng sao trên trời. Em vâng lời Phật dạy hành hỷ xả siêng tu, không dần hơn oan trách để đời được an vui. Mẹ ơi, Phật có dạy người ít dần hay cười, lòng thanh trong trí sáng như trăng sao trên trời. Em vâng lời Phật dạy hành hỷ xả siêng tu, không dần hơn oan trách để đời được an vui. Đây, bài này thì vậy. Bây giờ mình tập với là nhịp vỗ tay. Bài này cũng là việc giai điệu 2-4 thì cũng giống hướng dẫn những clip trước đây, là quý anh chị cũng 1 2 1 2 rồi đó, 1 2 1 1 2 1 2 1 2 vậy. À, bây giờ chúng ta vô là bài này là bắt đầu mình vô là chữ Phật. Mẹ ơi, Phật có dạy người ít dần hay cười, lòng thanh trong trí sáng như trăng sao trên trời. Em vâng lời Phật dạy hành hỷ xả siêng tu, không dần hơn oan trách để đời được an vui. Mẹ ơi, Phật có dạy người ít dần
trong trí sáng như trăng sao trên trời, em vâng lời Phật dạy, hành hỷ xả siêng tu, không giận hơn oan trách để đời được an vui. Đây, bài hát này thì nó ngắn, nhưng với Oán Vũ á, thì rất là hợp. Còn sau này là hát nhanh hoặc hát chậm thì tùy cái người điều khiển thôi. Nếu là hát nhanh vui thì mình hát nhanh, nếu hát chậm thì mình hát chậm. Nhưng mà bây giờ mình hát để mua cho cả em tập thì mình hát chậm vậy thôi. Còn sau đây mình nếu mình hát vui nhộn lên, mình có thể tiết tấu mình làm nhắn lên. Mẹ ơi Phật có dạy, người ít giận hay cười, lòng thanh trong trí sáng như trăng sao trên trời. Em vâng lời Phật dạy, hành hỷ xả siêng tu, không giận hơn oán trách để đời được an vui. Hey, nếu khi chúng ta hát nhắn cũng được, tùy tiết tấu của mình, hoặc là các em làm những động tác vui dồn cũng được, đó là cái tùy. Nhưng mà cơ bản giờ tập thì chúng ta chỉ tập là chậm để là dễ hát mà thôi. Bây giờ chúng ta vào tập từng câu nha. Mẹ ơi Phật có dạy, người ít giận hay cười. Bây giờ tập hát theo thì là chúng ta hát là hát đấy, cái là có hai phiên khúc, một phiên khúc đầu, phiên khúc cuối. Đây, thành ra là chúng ta tập là một phiên, hai phiên khúc hai lần thôi, đừng có hát tập từ câu, đừng có tập câu ngắn nữa mà nó là thành lâu đi. Đây. Mẹ ơi Phật có dạy, người ít giận hay cười, lòng thanh trong trí sáng như trăng sao trên trời. Quyển chị hát lại hát theo nha. Mẹ ơi Phật có dạy, người ít giận hay cười, lòng thanh trong trí sáng như trăng sao trên trời. Mẹ ơi Phật có dạy, người ít giận hay cười, lòng thanh trong trí sáng như trăng sao trên trời. Mình đánh nhịp á, thì có thể mới bắt đầu vô đầu chữ mẹ mới đánh nhịp luôn cũng được, mà không thì chúng ta đánh nhịp vào chữ Phật. Đó, có nghĩa là để gì, để cho khi mà chúng ta là học tập cho các em á, là nó là nhịp là đều. Mẹ ơi Phật có dạy, người ít giận hay cười, lòng thanh trong trí sáng như trăng sao trên trời. Mẹ ơi Phật có dạy, người ít giận hay cười, lòng thanh trong trí sáng như trăng sao trên trời. Đây là một phiên khúc, và sau đây cũng một phiên khúc luôn, chứ cũng bán tính chất điệp khúc này. Đây là mình biết hai phiên khúc. Vì đâu là hạt thì quý anh chị giải thích cho các em hiểu như vậy. Phật dạy những người mà ý chân hay cười, tức là lòng thanh trong trí sáng như trăng sao trên trời. Chính vì vậy vâng lời Phật dạy, thì em vâng lời Phật dạy, hành hỷ xả siêng tu, không giận hơn oan trách để đời được an vui. Em vâng lời Phật dạy, hành hỷ xả siêng tu, không giận hơn oan trách để đời được an vui. Em vâng lời Phật dạy, hành hỷ xả siêng tu, không giận hơn oan trách để đời được an vui. À, quý anh chị học theo được chưa? Quý anh chị và các em thân mến, mình thì tập thì giống như buổi nói chuyện mà các em trực tiếp vậy mà, thành ra tập là giống như một buổi tập. Còn nếu quý anh chị thấy dễ nghe rồi hoặc không tập từng câu thì quý anh chị có thể tua lại để nghe từ đâu rồi mình tập cho các em cũng được. Thì mình cũng mong mỏi rằng là tâm huyết của đời của một huynh trưởng, thì mình cố gắng là viết những bài hát, những bài học ra thành bài hát cho các em sau này
là dễ tu học. Vậy thôi. Bây giờ chúng ta hát lại hai lần để cho quý anh chị chúng ta theo dõi. Mẹ ơi Phật có dạy, người ít giận hay cười, lòng thanh trong trí sáng như trăng sao trên trời. Em vâng lời Phật dạy, hành hỷ xả siêng tu, không giận hơn oán trách, để đời được an vui. Mẹ ơi Phật có dạy, người ít giận hay cười, lòng thanh trong trí sáng như trăng sao trên trời. Em vâng lời Phật dạy, hành hỷ xả siêng tu, không giận hơn oán trách, để đời được an vui. Quý anh chị thấy bài hát mà lời về ca từ này thì mình cũng viết theo trong sách vở, mình sắp xếp lại thôi. Đây. Thì cũng giống như những bài học từ chỗ khía cạnh này từ khía cạnh khác, là người ta dạy hành thì xa rồi mình viết lại, sắp xếp lại cho thanh vân thanh điệu để cho các em học, các em dễ nhớ. Và không những là các em, nhưng mà chính chúng ta học hát bài này thì mình cũng là nhắc nhở mình trong việc là tu về hành thì xa, làm thế nào đó cho cuộc đời nó an lạc. Xin chào tất cả quý anh chị, chúc quý anh chị tinh thần dũng mạnh để chúng ta cùng nhau tu học. A Di Đà Phật, xin chào.